rất là cứng. Nát vào bên. Hôm nay xui quá, bị hư xe luôn các bạn. Bữa nay ta xài nhớ kia ai xài cắt cho nữa. Hôm nay em có anh kia làm rồi chú. Rất là cứng. Nát rồi bây. Hay ổ bi là nhiêu chú? 70.000. 70.000. Bữa tai nạn hả chú? Thế giờ không có tiền thay phải chán. Cái đấy thay nhiều ta? Mở tua vậy chú? Tắt là làm cho mày coi. Mở tua là mày mở xe ra, mở tua máy á. Mày nó đang còn đang hát.
bốc nó bốc xe hơn chứ. Không, ý là xe cho nó đang chạy nó bị cập cực giật giật á. Giật đúng rồi. Giật. Đó nó làm hết giật luôn á. Chứ không phải là bị cái sau cái đít nè. Cái đít cũng bị nhưng mà cái đít nó bị hết thôi, giờ nó làm là nó hết cái giật cái đó đó. Dạ. Yeah. Nó làm cái giật xong lát ra mày chạy thử là biết. Đã. Chặt đủ má đây sửa xe. Rồi, không có chịu thề nha. Mới đủ má ai trước vậy? Chuyên sửa xe.